Vâng, được Kim Trang Show trở lại với tất cả khán giả của đài FET 96.5. Chúc tất cả các khán giả một ngày làm việc chắc cũng đã vất vả thì được bình an và hạnh phúc trong những ngày còn lại. Và hôm nay đây, Kim Trang đứng đây cùng với các bạn để tán mạng cho tất cả khán giả một đề tài rất là hay. Thường thường chúng ta hay nói về phụ nữ, người phụ nữ muốn gì? Thì ngày hôm nay Kim Trang sẽ tản mạn cùng với tất cả các bạn là đàn ông muốn gì? Vâng, trong cuộc sống chúng ta ai cũng đều muốn, lứa tuổi nào cũng muốn, từ nhỏ cho tới lớn. Sự thầm kín của đàn bà nó khác với người đàn ông. Khi người đàn bà mà khóc thì ôi thôi là cả thế giới đều ngưng động. Nhưng mà khi người đàn ông khóc thì làm sao? Nếu một ngày người đàn ông bật khóc là nỗi đau cao ngất đến tận cùng, khi tan tành bao hoài bão ước mong, cắn đôi môi mà vẫn tuôn rơi dòng lệ. Và người đàn ông của Kim Trang hôm nay đã mời được hai anh chàng rất là đẹp trai. Đó là anh Hải và anh John. Trước khi chương trình tản mạn người đàn ông muốn gì được bắt đầu, Kim Trang xin mọi người cùng chào đến khán giả. Mời Michelle. Michelle, mến chào các khán giả của đài SET. Chúc các bạn một đêm an lành hạnh phúc. Anh Hải. Và Hải Đăng xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể các khán giả của đài SET. Và xin kính chúc quý vị một đêm nghe chương trình show thật là hay, thật là vui và an lành. And John Dương. And John Dương xin kính chào các khán giả đài SET. Ashley. Cảm ơn Kim Trang. Ashley xin gửi lời chào thân ái đến quý vị của đài SCT. Chúc quý vị một ngày thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình. Vâng, hiển nhiên không có gì bằng người phụ nữ khi bên cạnh có những người đàn ông vừa tài giỏi và vừa mạnh mẽ. Ngày hôm nay, hai anh chàng này sẽ bị ba cô nàng hỏi quanh về vấn đề bạn muốn gì? Bạn muốn điều gì? Ashley, nè, Ashley có muốn hỏi ai câu gì? Ashley hỏi trước đi. Ok, cảm ơn Kim Trang nè. Anh John. Yes, yes. Sitting right next to me. Ok. Okay. Nói là đàn ông nói chung và cũng như anh John nói riêng, thì anh John nghĩ là đàn ông hay là anh muốn làm những cái gì nhất trong cái cuộc đời của anh? Đàn ông thì rất là nhiều đàn ông thì cái nghề nghiệp của mình thì rất là quan trọng. Tại vì mình là người mang về tài chính cho gia đình để nuôi gia đình, thì cái đó là một phần. Với lại đàn ông thì muốn là nếu mà có gia đình thì muốn gia đình mình hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, rồi mình tới cuối đời thì mình không có gì mà hối hận lớn. Còn anh Hải sao? Một cái câu hỏi khá hay đó. Thì của mình actually mình cũng giống như anh John, có cùng một cái suy nghĩ tất cả người đàn ông là cái sự nghiệp là cái quan trọng, đúng không anh John? Đối với người đàn ông mình là cái sự nghiệp là cái quan trọng nhất. Vì cái sự nghiệp là cái nền tảng cho gia đình và giúp cho mình có cái khả năng để mà lo cho gia đình, bảo vệ cho gia đình. Thì cái đó thì theo mình nghĩ, mình cũng đồng ý với anh John là cái đó là cái mà tất cả người đàn ông trên khắp thế giới là mình cần có. Okay. Cái đó còn một cái quan điểm khác của Hải. Vâng, thì Kim Trang cũng hay thường nói nghe cái câu nói là đàn ông không tiền giống như chó sói nó không có răng. À đúng vậy. Thành ra là mấy, nhưng mà mình cũng không có thể nào mà không trách. Có nhiều người quen đàn ông mà khi chàng đi làm về mà cứ cằn nhằn, tại sao cứ làm hoài nhưng mà họ không biết đường rằng no money and no honey. Cái câu này rất là quen. Yeah. Rất là không thích đàn bà cằn nhằn phải không? Thì thành ra là cứ chàng Kim Trang thấy rằng là trong cuộc sống mà đàn ông muốn gì thì mà sao có câu hỏi gì cho họ không, mà sao thử hỏi xem. Yes. Để cho Kim Trang nghe nè. Yes. Câu hỏi này cho anh John nha. Ok. Anh muốn gì cho gia đình của anh? John thì cho gia đình của John thì John first là John muốn gia đình cũng được hạnh phúc với nhau bên nhau, rồi con cái thì học hành tốt, rồi xong they tự lo cho tương lai của con cái của họ nó, rồi tự lập, yeah, independent, rồi vợ mình thì là vuông vuông là
luôn luôn là vui vẻ, rồi cũng trẻ trung, rồi rồi sức khỏe tốt. Yeah. Hình như bé có đủ. Sao sao anh John tham lam muốn uống nhiều quá. Người ta thường thường, nhưng mà anh à, nếu mà người ta nói rằng là muốn rất là căn bản, rất là basic. Không, điều anh John muốn là đều muốn cho người phụ nữ của mình. Chứ có không phải là anh John muốn cho bản thân của mình. Nhưng mà nếu mà muốn như thế thì cứ chiều vợ đi, tại vì người ta thường nói hai câu là gì? Happy wife, happy life. Oh yeah, that's why là nếu muốn hạnh phúc thì phải chiều người phụ nữ, thế thôi. Đúng. Mình đồng ý quan điểm này với Kim Trang. Vậy mà Seo còn có câu hỏi gì nữa không nè? Oh, anh Hải nè, thường anh nghĩ người đàn ông muốn gì từ người phụ nữ? Oh yeah. Và một câu hỏi hay. Thì, muốn gì nào? Muốn gì từ phụ thì... nữ? Hay phụ nữ hay là ai vậy? Người hay là những bà già lái máy bay. Không, tức là cái người phụ nữ của mình. Okay. Phải không Michelle? Ý Michelle nói là cái người phụ nữ của mình. Thì theo mình nghĩ Michelle với lại cái khán thính giả là người đàn ông họ cố gắng tạo nên sự nghiệp, lo lắng cho gia đình, thì cái điều mong muốn nhất của người đàn ông theo mình nghĩ là từ người phụ nữ của mình đó là một cái sự thấu hiểu. Họ thấu hiểu cho cái những cái khó khăn ở bên ngoài xã hội của người đàn ông. Và một cái điều nữa mà muốn người từ người phụ nữ của mình là đó là một cái sự ân cần chăm sóc. Theo mình nghĩ cân dần là như thế nào, là phải khi chàng về mang thau nước ra là rửa chân rồi xong bóc bóp nếu mà được như ngày xưa thì nó quá hay rồi. Nếu ngày xưa như vậy thì người ta thường hay nói câu là gì nhỉ, ăn cơm tàu lấy, ở nhà Tây, lấy vợ Việt Nam. Lấy vợ Việt Nam. Chứ phải lấy vợ Nhật hả? Không, vợ Nhật xưa rồi. Không, ông Mỹ lấy vợ Việt Nam. Lấy vợ Việt Nam. Việt Nam. Ở bên kia thì nói là lấy vợ Nhật, mà Trang chỉnh lại lấy vợ Việt Nam. Ăn cơm tàu ở nhà Tây, lấy vợ Việt Nam. Nhưng mà đừng có đi về Việt Nam lấy. Còn anh John nghĩ sao? Tiếp theo câu trả lời của anh. Theo thì là John, mỗi người phụ nữ thì vợ của John thì John John muốn là first là vui vẻ, và nói cảm thấy nha, cẩn thận cảm thấy hạnh phúc trong gia đình, cũng là ủng hộ chồng, xây dựng chồng, với lại support chồng trong công việc, với lại trong cái tính tình, trong cái tính tâm nữa. Tính tâm. Tính tâm. Anh ấy quên rồi, cái nhà thờ. Trong Ashley có một cái này cũng rất là quan trọng, là như là phải biết lắng nghe mình, phải không? Đúng rồi, đúng rồi, cái đó rất quan trọng, tại vì lắng nghe mới thấu hiểu, phải không? Nghe mình mới hiểu. Nhưng mà Kim Trang thường thường thấy đàn bà thích được lắng nghe hơn. Đúng, thường là phụ nữ là thích được đàn ông lắng nghe. Nhưng mà thật sự là khi mà người đàn ông về á, mà mệt mỏi trong công việc ngoài xã hội mà về, cứ bắt buộc người đàn ông phải lúc nào cũng phải lắng nghe, thì thật sự cũng tội cho người đàn ông. Đúng, đúng, đúng. Tội rất là tội cho người đàn ông. That's why người đàn ông nó đi ra ngoài, nó đi kiếm đào, kiếm mai ở bên ngoài, đúng không? Đúng vậy. Đúng vậy. Cái đó là mình nên lắng nghe cái người đàn ông của mình. Cái việc... Mình phải lắng nghe cả hai bên chứ. Không, cái việc này... Không, cái việc này mới là hot nè. Cái việc này nó là... Tại sao người đàn ông lại thích đi về Việt Nam? Một đề tài rất là nóng và sốt dẻo. Tại sao vậy? Theo anh John, biết là anh John nghĩ gì? Việt Nam thì nhiều người đàn ông thích về Việt Nam là một là về kinh tế, là xài tiền nó kinh tế, nó không có không có xài quá. Rồi cũng là thăm được quê hương, thăm bà con, rồi cái này thì này mình lại nghĩ khác nên cho nên về mình thấy là về nhiều khi á cứ phải bao hết bạn bè, bao người thân, thấy nhiều khi xài còn nhiều, xài hơn. Nhiều hơn một tháng ở Mỹ xài còn ít hơn là xài ở một tháng ở Việt Nam nữa, không biết là mọi người có nghĩ đúng không? Và Trang nghĩ rằng về Việt Nam một lần thôi thì và Trang nghĩ là tại sao còn nhiều vấn đề khác nữa. Đúng rồi, gì vậy, nói thì nói luôn cho người ta nghe đi. Cái điều mà mình nghĩ không, mà phải công nhận là những cô Việt Nam bây giờ thì họ trẻ đẹp, đúng, họ biết chiều chuộng, đúng là tất cả các người đàn ông ở nước ngoài bây giờ họ thích về Việt Nam.
Đó là cái điều mà tại sao mà. Và một đồng USD nó bằng 23.500 đồng tiền Việt Nam. Ôi nhiều trời, đổ quá, ra trời ơi. Xài quá chừng sung sướng luôn. Nói là bên Việt Nam á, người ta nói là về rửa mật vô tay đó. Vậy đó, về nó đã nói. Trời ơi, nghe mà không nghĩ là không phải là mấy cô chiều mấy ông giống như là king vậy đó. Chiều chuộng hết. Anh ơi, ở bên này tụi em mà có tỷ phú vây quanh thì tụi em cũng sẽ chiều như thế. Vâng, kính thưa quý vị, đề tài Việt Nam với đàn ông thì nó muôn vẻ. Chút xíu nữa Kim Trang và các bạn đây chắc chắn sẽ quay trở lại để tiếp tục thảo luận người đàn ông muốn gì. Và sau đây các nhà bảo trợ Kim Trang xin cảm ơn. Vâng, Kim Trang trở lại với khán giả của đài SET 56.5 với tiếp tục tản mạn đề tài người đàn ông muốn gì. Một người đàn ông mà có học thức nè, uyên bác nè và có tất cả sự nghiệp riêng thì chắc chắn là người phụ nữ của chúng em rất là ngưỡng mộ. Và những cái điều ấy người phụ nữ ai cũng mong mỏi, ai cũng muốn trong cuộc đời của mình đều có một người đàn ông như thế. Và người đàn ông làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho mình, cho người phụ nữ của mình và cho cả gia đình của mình. Vậy thì trong đời các bạn ơi, chẳng không biết được rằng là người đàn ông có biết sợ không nhỉ? Rất là nhiều thứ đàn ông sợ. Vậy thì anh Hải cho mọi người biết đàn ông sợ gì nhất nè. Theo mình nghĩ thì người đàn ông thường bị sợ người phụ nữ của mình hiểu lầm. Tại vì cái hiểu lầm gây ra cái mâu thuẫn rất là lớn. Mà ngoài cái hiểu lầm á, là một cái mất đi được cái giữa hai người mất đi cái niềm tin. Cũng rất là quan trọng, đúng không anh Lâm? Nó là cái buồn phiền nữa. Cái buồn phiền là mình không có mà được nhất tập là trung. Người đàn bà sao mỗi lần mà giận hơn không có nói. Đúng cứ rồi. Là nằm rồi xong rồi im. Đáng lẽ anh phải biết là đang giận gì. Mình nên thổ lộ với nhau, đúng không Kim Trang? Mình nói với nhau chứ còn không có nên mà để mất niềm tin rồi hiểu lầm tại vì, nhau gây ra cái. Tại vì người đàn ông ấy, họ không biết đường nào mà họ mò hết. Họ cứ nghĩ đường này nó đi ra đường khác. Thành ra mình phải nói thẳng: em không thích anh ngủ với em tối nay. Mình muốn cái gì mình muốn nói. Hãy đang nhớ ra đó là cái gì người đây. Người đàn bà nói không là có, nói có là không. Đúng, rất khó cho người đàn ông mà hiểu được. Rất khó, đúng không? Đàn ông nó khó mà đọc được cái suy nghĩ của người phụ nữ. Phụ nữ phải nói ra. Đúng rồi, nhất là khi giận mà đụng vào cứ leave me alone. Mà lúc đi ra thì lại ngồi không khóc một dòng sơ. Không biết là gì xảy ra. Yes. Vậy còn người đàn ông sợ gì nữa anh John? Nhiều người đàn ông thì cũng sợ về có thể về bị tàn tật, bị thua kém. Nếu mà mình bệnh hoạn, mình không có làm việc được rồi xong mình cảm thấy hơi mất cảm hay là thua kém ở người khác trong nghề nghiệp. Dạ, wow. Rồi có thể là mất tiền hay là mất tài sản hay là cơ hội. Vậy chứng tỏ rằng người đàn ông tham lam cũng đâu có phải là dễ. Tại vì càng tham lam bao nhiêu thì họ càng sợ mất bấy nhiêu. Chính xác, tại vì càng muốn có bao nhiêu mà không có thì nó lại càng sợ bấy nhiêu. Thường thường người ta nói câu là có thì nhiều mà chẳng có bao nhiêu. Vậy thì còn người đàn ông còn sợ gì nữa không? Theo mình nghĩ thì ngoài những cái đó thì người đàn ông có thể sợ bị mất đi người thân. Hoặc là mất đi, tức là cái là có cái sự mất mát trong gia đình. Tại vì cái người đàn ông là cái người mà thường là gánh vác chuyện gia đình, bảo vệ những người thân trong gia đình. Nhưng mà mất đi cái đó thì cả họ cảm thấy họ bị hụt hẫng rất là nhiều. Theo Ashley nghĩ đàn ông người ta muốn gì nhỉ? Theo quan niệm của bạn nghĩ để Trang coi xem hai người này nghĩ có đúng hay không. Vậy đàn ông, tại sao mà người đàn ông thích ngoại tình? Đàn ông hay là nhất là thời buổi này á, ngoại tình nhiều lắm. Để cho có khi nào nó theo có phải đúng không nha? Có phong trào không nha? Nói thử coi. Theo Ashley, đàn ông ngoại tình là thứ nhất á, là nó thích cái gì. Sorry, đàn ông chứ phải nó. Đàn ông thích một cái gì thật là mới mẻ, phải không? Đúng. Mới mẻ và cái tính cách thật là phiêu lưu, coi như là lén lút vậy đó. Có như một là chút mạo hiểm. Đó. Anh này giống như kinh nghiệm lắm. Chết rồi. Nhưng mà không sao. Người ta thường thường nói rằng là làm gì thì làm, nhưng đừng có cho bà biết.
Không, cái đó gọi là anh bụng mà biết chuyện bếp. Anh biết chuyện bếp. Trời, anh hãy rằng quá. Nhưng mà thường thường người đàn ông ngoại tình có người nói rằng là tại sao cái con bé nó vừa mập, nó vừa xấu mà nó vừa dở, mà tại sao nó lại chọn, nó không có chọn tớ. Cái câu hỏi đó thì Trang hỏi hai ông này nè, tại sao, chắc có lẽ tâm sự nhiều lắm đúng không? Mấy ông mà đi ra quán cà phê hay ngồi tâm sự nhiều lắm đúng không? Cái này thì mình nghe một người bạn của mình thôi nha, là có một người có vợ ra đây rồi có bạn gái ở Việt Nam. Đúng. Cái điều mà anh ta nghĩ rằng anh ta thích cái cô ở cái câu bồ á là cái sự biết lắng nghe và biết chiều chuộng. Yes. Nhiều khi thật sự ra có thể nói ra thì một có thể tội cho cái người phụ nữ mình nhiều khi là một khi đã làm vợ rồi á thì bận rộn chuyện gia đình con cái, quên đi cái sự chăm sóc, cái sự chiều chuộng cho cái người chồng. Nhưng mà người chồng cũng phải hiểu ngay cái điều đó, là vợ mình cũng bận rộn gia đình nè, nhà cửa con cái, không hiểu nhưng thì mà lại đem ra tâm sự với người đàn bà khác. Ashley thấy không đúng chút nào. Còn anh nghĩ làm sao? Anh coi chừng tối nay bé cho ngủ sofa. Thì bé cho ngủ sofa. Thì thân ra trời thì tạo ra người đàn ông thì giống như cũng hơi giống như là con ong nó đậu lên hoa vậy. Nhưng mà người đàn ông thì có đạo đức, nếu mà có cái lương tâm á thì là cũng giữ được mình rồi, có điều khiển được mình thì mình không có làm chuyện mấy cái chuyện đó. Đó, đấy em chịu cái đó đó. Đấy thưa, người đàn ông đạo đức là có muốn đâu mà giữ được mình, tại vì cái bông hoa nhiều khi nó đẹp quá, mà mật nó ngọt quá. Nói tới cái chết rồi. Nói chung là anh là nói rất là thực tế, tại vì cuộc sống ở bên này nó là thế. Tự dưng mình đang đi có một cô nàng đẹp mà thơm như muối mít, tự dưng đến cạnh là I love you. Cái tim nó rung động. Cái tim nó là sao? Mà nhất là người ta hay nói cái vụ là đàn ông rất là dễ ngoại tình, nhất là ở trong công việc, đúng không? Thì bởi vậy cái đó về trong công việc thì theo mình nghĩ là có thể là không phải rồi, mà là cái sự gần gũi. Đúng không? Gọi là lửa gần rơm. Vậy là Kim Trang nè. Thì bởi phần đông là như vậy. Mình tiếp theo phần trăm là như vậy. Mình tiếp theo cái câu này là tại vì tại sao đàn ông lại thích ăn vụn nhưng mà thích ăn phở nhưng mà không bao giờ bỏ cơm là xem. Đó là sự chung thủy. Tại sao anh nói cho mọi người biết tại sao người đàn ông ngoại tình rất là nhiều nhưng mà lại không có muốn về nhà nói tiếng tôi bỏ bà, tại sao vậy anh cho? Muốn giữ Trang, lại một một khía cạnh là trong cái natural là có thể người đàn ông thì có muốn thêm tôi không muốn trừ. Tức là đúng muốn là, muốn muốn thêm. Dạ. Thì đó là cái natural, nhưng mà trong đời thì nó thực tế thì nó không cho phép như vậy. Nhưng mà thường thường Trang cũng nghe nói rằng là người đàn ông khi mà đi ăn vụng ở bên ngoài, cho dù vợ mình có xấu hay có làm gì đi chăng nữa, họ cũng không có bỏ. Ngoại trừ người đàn bà đệ đơn lên yes thì người đàn ông mới chịu buông, đúng không? Mà ngoài cái chuyện mà đàn ông muốn thêm, nhưng mà thật sự ra cái tâm tư của người đàn ông theo mình nghĩ á không phải chỉ là muốn thêm đâu, mà họ ráng cố gắng giữ một cái gia đình. Đúng không? Họ cố gắng giữ một gia đình, nhưng mà họ tìm kiếm lúc nào trong thâm tâm họ tìm kiếm một cái gì đó họ không có được ở cái người vợ của mình, người là đồng ra họ thì cảm thấy thiếu thốn. Nhưng mà nếu mà như vậy thì đàn ông tại sao không thẳng thắn, giống như hồi nãy anh mới nói là đàn bà nên thẳng thắn nói mình muốn gì, đúng không? Thì tại sao đàn ông không làm như vậy? Khó lắm đấy, người ta nói thôi tôi xin người là... cứ ra dối cho tôi tưởng người còn yêu tôi. Anh cứ gian dối cho bé, chứ tự dưng cái đang yêu tự dưng nó không yêu mình, không được. Cái gì lắm. Thẳng thì thẳng, cái đó không được thẳng. Không thẳng được. Giấu từ tận con tim. Cho anh thì nói là that's why cái chuyện mà về đạo đức nó quan trọng, tại vì người đàn ông nếu mà mình thấy cảm thấy thiếu thốn á, thì trong đạo giống như người ta là trong đạo Công giáo thí dụ thì là mình phải đi tìm Chúa để lấp lại cái thiếu thốn đó. Đó thì mình không có nó... Sound like you're a very good man. Nói như vậy thôi chứ mà. Tối nay được trên giường. Tối nay được trên giường. Vậy còn anh sao? Vậy anh nhớ phải đi kiếm Chúa, nhớ anh cho anh cha. Đấy thấy không? Tại vì khi mình thiếu một cái gì mình lấp, còn khi có Chúa rồi mình đâu cần phải lấp, đúng không? Còn một cái nữa này, tại sao mà đàn ông khi có bồ rồi, giữa bồ và vợ thương ai hơn nhỉ? Anh Hải, kinh nghiệm trường kỳ. Sao lại nói là mình có kinh nghiệm trường kỳ mà? Nói tại vì anh hay có nhiều bạn nó tâm sự, hiểu không? Mình đoán thôi là cái người đàn ông á thật sự thương á,
thì họ vẫn thương người vợ nhiều hơn. Thật sự cái đó là cái mà điều mà tất cả người phải không, nhiều khi là vợ, gì mình là con cái của mình. Cô đang đang nghe, đang lắng nghe. Nhưng mà vì không còn cái tình cảm như lúc đầu, chỉ còn cái nghĩa thôi. Đúng vậy đó. Xong rồi họ đi tìm kiếm một cái gì đó, một cái tình yêu mới. Nhưng mà khi có tình yêu mới thì thương ai hơn? Vẫn thương vợ hơn hay thương bồ hơn? Cái đó thì cũng tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi người. Tại vì nhiều khi có do cái mâu thuẫn là họ không còn yêu, không còn thương cái người vợ nữa. Em biết rồi, khi nào mà bồ giận thì đến vợ, vợ giận thì đến bồ thì thành ra cái gì mà trong khi cái câu mà trong thế mình thấy ở trên internet, cái gì mà địch với ta khi địch giận thì ta về với địch, địch, rồi, đó. Địch giận thì ta về vâng, với ta. Vâng, thưa quý vị, đàn ông muốn gì, đàn ông có ý nghĩ gì, tất cả mọi người cũng đã biết theo một khía cạnh. Chắc chắn sau này Kim Trang sẽ mời thêm những chàng khác lên về đề tài đàn ông muốn gì, và Kim Trang sẽ trở lại với quý vị sau các nhà bảo trợ. Vâng, kính thưa quý vị, Kim Trang trở lại với tất cả khán giả của đài SET 56.5 với phần thời sự rất là nóng hổi. Tại vì mới ra một cái luật của California là tiểu bang đầu tiên cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho chính phủ, hỗ trợ tất cả những người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ được trả bởi những người đóng thuế. Từ cái này nó làm như vậy thì thành ra ông Trump ông tức quá, ông mới nói là đây là một cái gọi là cái sự thật là điên rồ. Tức là cái ý của ông Trump, ông ấy rất là giận dữ về vấn đề này. Thì theo các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Ashley rất đồng ý với Trump luôn. Tại vì khi mà đã người illegal rồi thì tự nhiên tại sao mình cung cấp cái Medicare cho họ làm gì? Tại vì khi đã đang deport người đó ra mà làm sao còn cung cấp bảo hiểm là sao? Anh Hải nghĩ làm sao? Tại vì cái đó cũng đúng, nó rất là một mặt thì đang đuổi người đi ra khỏi, rồi một mặt thì lại cung cấp. Cung cấp thì cái là cái kiểu gì vậy? Rất là bất hợp lý. Theo mình nghĩ rất là bất hợp lý. Và mình nghĩ cái điều đó là cái đó là hơi... Tại vì có thể mình đứng về phía những người đang đóng thuế, người dân California đang đóng thuế, thì mình thấy cái đó nó không có hợp lý và bất công cho những người đang đóng thuế. Đúng vậy. Những cái người di dân bất hợp pháp đó họ không phải là công dân của Hoa Kỳ. Người công dân Hoa Kỳ thu nhập thấp thì mình dùng tiền thuế của những người công dân Hoa Kỳ khác mình san sẻ với nhau thì nó hợp lý. Còn cái này là do một cái cư dân của nước khác tới mà chính phủ dùng cái đó thì thật sự là mà bất hợp pháp nữa. Em nghĩ là sao? Cái vấn đề là những người mà được bảo hiểm sức khỏe ngay bây giờ đó là được tiếp tục, tức là những em mà qua đây từ hồi nhỏ, từ hồi 2016 là những em đó đã có bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà đến khi mà các em 19 tuổi đó thì bị cúp bảo hiểm sức khỏe. Đúng. Thì bây giờ thì muốn cho các em đó tiếp tục có bảo hiểm sức khỏe đến năm 25 tuổi. Cái đó hợp lý hơn. Cái đó thì nghe có vẻ sao bao đời hơn đó. Nhưng mà thì anh cho nghĩ làm sao về vấn đề này? Nếu mà cái luật đó nó thông qua đó thì có thể nó cũng nó quyến rũ với cuốn hút nhiều người mà illegal ở mấy tiểu bang khác chạy về Cali nữa, thì nó cũng xây cái phiền phức Loạn cho dân Cali này. Tự dưng Cali tự là cuộc sống ở đây nó đậm quá gọi là đa chủng tộc rồi mà bây giờ lại thêm cho những người mà gọi là vô gia cư bất hợp khác mà được bảo hiểm thì Trang thấy không biết tại sao họ làm như vậy ta. Trang nghĩ là cũng là một phần là cũng là về phiếu nữa, là nếu mà một cái người trong chính trị thông ra mấy cái luật đó thì là luôn luôn cho là mấy cái dân đó sẽ luôn luôn bỏ phiếu cho họ cho lâu dài lấy cái số phiếu của những người thân của những người di dân nó chưa pass mà, right? Or pass rồi?
Pass rồi hả? Ừ. Hình như thì đang nói bây giờ. Đang nói chứ chưa có biết là hình như là rồi. Là big in debt right now. So đây thiếu nợ rất là nhiều. Anh cái tiền hình như lên tới là billion luôn. Yeah. Nhưng mà đây là free cái này nữa. Nhưng mà Trang nghĩ là nếu mà có lấy phiếu thì nó cũng từ trước đến giờ Democrat vẫn được phiếu rồi. Đâu có cần phải làm cái này nữa đâu anh John. Dạ thì nhưng mà cái này thì nó có thể nó làm chắc hơn nữa. Ờ tức là nó còn chắc hơn nữa tại vì nếu mà ở đây từ đó đến đó giờ là một phần, đó là một phần. Và thậm chí là họ có thể họ lấy cái số phiếu theo số đông. Tại vì nó càng thì nó càng đông thì nó áp đảo những tiểu bang nhỏ khác. Ông mà Trump giờ... thì đang xây tường thật là cao. Đang ra cái luật mà mới vừa rồi mình nói chuyện là đuổi cả mấy triệu người đi về bất hợp pháp đi về. Tự dưng cho đùng một phát ra cái luật này thì Kim Trang cảm thấy nó rất là gọi là vô lý, mặc dù trong cái tình trường về cái tâm mình nghĩ là tội nghiệp thật, nhưng mà rồi ai tội nghiệp mình đây nếu mà một cái nước nó lặn. Là nếu mà chính phủ ở California mà làm như vậy á, là lại càng khuyến khích những người dân ở nước khác họ cố gắng họ bắt chước vào như Hoa Kỳ bắt chước như vậy để họ vào để họ hưởng những cái lợi ích đó. Và especially là về tới Cali, vô Cali luôn. Mới được cái benefit đó. Nhưng mà chắc bây giờ những người bất hợp pháp chắc qua bên Mỹ rất là khó. Tại bây giờ với Trump như vậy chắc khó qua lắm. Mà ở New York họ cũng muốn có một điều luật tương tự như vậy luôn. Cho những người tại vì có nhiều người mà bất hợp pháp hay không bất hợp pháp cũng không có bảo hiểm sức khỏe. Nên họ muốn có bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi người luôn chứ không phải là những người bất hợp pháp không. Wow, that's why mà tại sao bây giờ chưa có kịp tràn vô mà đã có động đất rồi. Kim Trang nhớ cái ngày mùng 5 tháng 7 ấy, mình đi tiệc. Trời ơi, một lúc đó mình đang đi tiệc 25 năm anniversary của cha, bảo tự dưng lắc lư. Có một cha đứng lên hát techno như rầm. Mà tụi mình ngồi vẫn nghe lắc lư cái đèn nó rung. Cái đèn chandelier ở trên nó vậy nè, lắc qua lắc lại trời ơi sợ gần chết luôn. Mà nè, động đất Kim Trang thấy mà tại sao người ta nói khi động đất mình phải chạy đi đâu nhỉ? Tại sao mình vẫn cứ party and dancing all night under the table right? Actually nhiều người nghĩ là mình nên chui dưới gầm bàn nhưng mà thật sự mình không nên. Mình nên đứng ngay bên cạnh cái bàn hoặc là bên cạnh tủ lạnh là hay nhất, bên cạnh tủ lạnh hoặc là nằm bên cạnh ghế sofa. Tại vì nằm ở dưới đó mình sẽ bị đè bẹp luôn. Còn mình nằm bên cạnh đó, nếu mà đồ nó rớt lên đó thì nó có cái khoảng trống ngay đó, thì mình núp ngay đó mình sẽ không có bị thương. Nhưng mà the best là mình phải chạy ra ngoài khoảng trống phải không? Nếu mà được thì mình nên ra ngoài. Nhưng mà trong lúc đang lắc thì mình không nên chạy, đợi nó êm lại xong rồi mình mới được. Nhưng mà Kim Trang thấy hôm bữa mình thấy nó lắc quá trời, xong chúng mình vẫn cứ dancing all night. Tại vì lúc đó mình vẫn đang lắc. Mình đang lắc mà mình không biết là mình lắc. nhất là đang mặc quần áo đẹp không có muốn ai chui xuống bàn này. Mà Kim Trang thấy rằng là ở Cali này người ta biết được rằng là có thể chết bất cứ lúc nào. Thành ra rằng là quý vị cũng phải là ở trong nhà phải chuẩn bị tất cả những cái đồ gì ha, đồ khô hay đồ uống nước để lỡ mà đồ hộp nước. Vâng, đèn pin đó chứ không, tại vì cái cuộc sống nó quá ngắn ngủi đi mà ngắn ngủi như vậy mọi người quên mất một điều rằng là về bảo hiểm nhân thọ. Huyền Vy, anh Hải và mọi người có nghe về bảo hiểm nhân thọ chưa Ashley? Có mình biết cái là bảo hiểm nhân thọ và bản thân mình cũng mua nữa thưa quý vị. Tại vì cái bảo hiểm nhân thọ là nó không phải để dành cho bản thân mình mà để cho cái benefit cho những người còn ở lại mà không có chịu cái gánh nặng sau khi mình qua đời. Đúng rồi, có rất là nhiều người mà gọi là không có mua bảo hiểm nhân thọ mà trong khi đó mình chỉ có bỏ ra một số tiền rất là nhỏ để chúng mình được bảo toàn, gọi là khi mà mình chết đi đó thì cái số tiền đó nó thuộc về con cháu. Nhưng mà bây giờ Kim Trang đã làm 15 năm kinh nghiệm về bảo hiểm nhân thọ. Các bạn ở đây chỉ thấy Kim Trang tung bay ở dancing all night nhưng mà không biết được rằng là Kim Trang rất là chuyên về vấn đề bảo hiểm nhân thọ. Tại vì các bạn có biết không, Trang biết rằng là theo thống kê 21 tuổi thọ, 21% chết trước 25 tuổi nè. Rồi người Mỹ không còn một xu khi về già mà tới 51.2% khi về già, hơn một nửa. Và 45% khi về già tài sản chỉ có 1.500 thôi. Và bây giờ Kim Trang có một cái chương trình của một cái life insurance rất là đặc biệt, mà cái đó nó không phải đợi mình chết đi rồi mình mới được hưởng, mà chúng ta được ngay khi mình còn sống.
Tại vì cái đó quý vị chỉ bỏ ra một số tiền rất là ít, nhưng mà quý vị có thể lãnh tới bạc triệu khi mà mình bị cancer hay là bị không có làm việc được, là quý vị có thể lấy cái số tiền đó ra và chi tiêu cho bản thân trong mình khi còn sống. Mình không có quá bệnh thôi, mình có thể lấy mình được có thể tiền. Lấy được cái tiền đó hay đó hay. Tại vì cái này nó là mới và Kim Trang chộp liền và mua liền vài triệu liền. Tại vì cái đó là một cái tài sản nó tốt nhất cho mình. Mình có thể giấu ly dị, phá sản hay là gì, không ai lấy được cái gì của mình. Mình chỉ đóng mà nó chỉ có 1, 2, 3 ngày nó approve liền. Không cần phải khám máu, không cần phải gì. Có người mới bán chừng 1 tháng thôi, hôm sau bị phát hiện bị bệnh, bị ngực. Họ được 800 ngàn một triệu liền lập tức và bạn không phải cần phải đóng. Hãy tới với Kim Trang nhé. Vì mình có tới rồi, cưng nói đi. Dạ đúng rồi, mà em biết là văn phòng của chị Trang là bán các loại bảo hiểm luôn chứ không phải là bảo hiểm nhân thọ không? Cái này rằng là Trang đặc biệt về nhân thọ. Vâng, thì Trang có hai cái văn phòng. Ashley cũng đang nghĩ là sẽ mua đó Kim Trang à. Yeah. Tại vì có những cái chương trình á thì cái văn phòng của Trang có hai chi nhánh. Hiền Vi có tới mua của chị rồi, chị cũng bán, nhưng mà bây giờ em đọc địa chỉ cho mọi người đi. Một chi nhánh là ở Garden Grove, là địa chỉ là 10022 đường Imperial, thành phố Garden Grove. Và địa chỉ thứ nhì là ở Ontario, 124 East F Street, số 1 ở thành phố Ontario. Và số điện thoại là quý vị có thể gọi trực tiếp chị Kim Trang, hai số giống nhau luôn, là 909-910-5725. Vâng, và 951-808-2254. Cảm ơn Kim Trang sẽ trở lại với quý vị sau các nhà bảo trợ. Thank you. Vâng, Kim Trang trở lại với khán giả của đài 56.5 và đề tài thể sự nó vẫn còn nóng hổi. Bởi vì có một cái câu chuyện này rất là hot, tức là hơn 750.000 người đòi đột nhập khu vực 51 tối mật để tìm người ngoài hành tinh. Quý vị có tin về hành tinh không? Em nghĩ chắc kiếm không ra. Ashley không tin người hành tinh chút nào. Cái này bí ẩn quá đi thôi. Một bên thì cung cấp bảo hiểm cho những người bất hợp pháp, một bên thì có người trên hành tinh. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Một cái trên trời, một cái dưới đất. John thì tin là có life ngoài trái đất này, nhưng mà không phải là con người. Vậy là con ma. Tức là có sự sống. Thì alien đó. Alien. Thì cái đó gọi là alien. Có thể là có, nhưng mà họ không có nằm ở Area 51 đâu. Ở đâu á không biết. Nhưng mà nếu ở ngoài thì mình nói làm gì? Thì chúng ta nói rằng là cái gì nó cũng có thể xảy ra hết. Thành ra gọi là có ma, là có hành tinh, nhưng mà quan trọng là mình có tin hay là không. Kim Trang nghĩ rằng là Kim Trang thấy nó buồn cười, thấy không tin, nhưng mà thực ra đôi lúc người ta cứ nói tới nói lui, người ta nói là nói tới nói lui, thành ra mình nằm mình suy nghĩ, mình tưởng tượng luôn. Cũng có thể có. Mình tưởng tượng luôn. Nhưng mà nhiều người ta không tin, nhưng mà người ta muốn đi cho biết để người ta khỏi thỏa mãn. Đúng vậy, 750.000 người không phải ít. Và có một cái tin này nữa rất rất là dễ sợ. Hiền Vi ơi, Hiền Vi là cô giáo đúng không? Thường thường là cô giáo người ta phải dạy trò mà mang lại đạo đức cho học sinh. Mà có cái vụ nữ giáo viên quan hệ với nam sinh mà chỉ có 13 tuổi thôi mới bị kết án tù 20 năm. Wow, một mức án rất là nặng. Và em thấy cái tin đó không? Cái vụ này em thấy rất là hơi đau thương. Tại vì cô này là 28 tuổi, tức là cũng còn trẻ lắm, có chồng. Nhưng mà vẫn có quan hệ với em học sinh này, học lớp 6, 13 tuổi. Mà bắt đầu là nhắn tin trên Snapchat cho em đó, rồi gửi hình khỏa thân đó. Rồi làm những chuyện, tức là cổ có plan ngay từ đầu. Cho nên mới bị án phạt nặng như vậy. Mà trong khi chờ ra hầu tòa thì cổ đã ở trong tù rồi, được hơn 1 năm 478 ngày. Mà bây giờ 20 năm tù thì Ashley nghĩ cái án tù đây nó quá nặng không? Ashley không nghĩ nặng chút nào. Tại vì khi mà
có những hành vi bất hợp pháp với cái người minor đó, Ashley nghĩ không đúng, rất là mất đạo đức. Đúng nên rồi. Làm một cái đó để cho mà những người cô giáo khác, thầy giáo khác đúng vậy, đúng vậy. Răng đe họ để họ không làm nữa. Này nó có một cái sự bịch hòa, nếu là một người thường mình còn nói được, còn đây là một cô giáo mà đã có gia đình rồi phải không? Em mà lại đi làm mấy cái kiểu mà gọi là mang lại cái suy đồi đạo đức cho các em, mà chỉ mới một em mà chỉ có 13 tuổi và làm rất là nhiều lần, là tức là cố tình. Đúng không, có một cái gì mà gọi là ta thương xót cả, không thể chấp nhận, không thể cái án 20 tù em suy nghĩ rất là đúng. 20 năm tù là vẫn còn nhân nhượng. Tại vì nếu mà một người đã lớn tuổi, trưởng thành, đời của các em nó rất là chấp nhận bỏ qua, nhưng nó mới bé xíu mà nó đã bị ám ảnh, có phải hỏng một đời mà hỏng cả một cái tương lai cho một người giáo viên. Thì Kim Trang thấy rằng là nó quá sức là gọi là không thể tưởng tượng mà được. Mà hai vợ chồng họ cũng lạ lắm chị, tại vì người chồng có thay mặt cho vợ gọi điện thoại cho phụ huynh của em đó để xin lỗi, rồi kêu là đừng có kêu bố mẹ là bỏ qua cho, đừng phải có chứ. Ấy ra tòa nữa. Chứ có không biết là hai vợ chồng họ cũng có, chắc cũng có lý do gì cũng là. Cha nghĩ hợp tác thì không biết, nhưng mà trong đời của mình con cái mình hư tự dưng mình cũng thương. Cho dù nó có giết người, nó có làm điều tồi tệ thì cái trái tim của mình nó vẫn tìm cách để mà mang về. Thì khi vợ chồng đang yêu nhau, cái này giấu mà, thì chồng vợ mình nó phạm lỗi, tự dưng cái trái tim lúc đó người chồng nó cũng bộc ra, mặc dù là mọi người đều quay lưng hết rồi. Thì thành ra là tự dưng cái đó là người ta cũng bao che ấy, hoặc là xin xỏ, nhưng mà cái phần trăm bị người ta nghi ngờ rằng là nó có cái sự mà gọi là cấu kết, nó phần nhưng trăm mà đứa nó rất đứa là bé lớn. Mới có 13 tuổi như vậy là chắc cô giáo cũng phải đe dọa cái gì phải không? Chứ đứa bé nó đâu có biết gì, không có, chắc cô giáo cũng phải đe dọa hay là con trai 13 tuổi cũng là puberty rồi. Nhiều khi nói ok làm đi rồi cô sẽ cho straight A. Thì Kim Trang nghĩ rằng là cuộc sống của mình cái gì nó cũng có thể xảy ra, thành ra chúng ta cái gì cũng cần phải có cái sự an toàn cho mình và cho cả cái sự mà gọi là nhất là mình phải theo dõi con của mình khi nó còn nhỏ. Đừng có tưởng nó nhỏ nó đóng cửa phòng, nó làm gì mình không biết, nhưng mà chúng ta cũng phải theo dõi con của mình. Và thời sự cũng rất là nhiều, và sau đây Kim Trang cảm ơn anh John Dương đã đến đây. Anh John Dương đứng đây là một văn phòng bảo hiểm California Security Insurance. Quý vị hãy mua bảo hiểm của hãng An John ngay hôm nay để bảo vệ cho ngày mai. Đang đại diện cho rất nhiều hãng bảo hiểm lớn nổi tiếng để mang lại sự an tâm và tiết kiệm cho quý vị. Và văn phòng này cũng bảo hiểm cho nhà, tất cả các loại nhà nè, apartment nè, mobile homes nè, duplex nè, tất cả những sometimes có vacant homes nữa cũng có bảo hiểm luôn. Và ngoài ra văn phòng còn có bán bảo hiểm về xe mà có giá đặc biệt discount từ 15-20% cho những người là tài xế good nè, từ bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, rồi kỹ sư. Và thậm chí là những người là học sinh cũng được giá good, nhất là good student được mua. Đúng. Rồi cộng thêm là có discount cho những người mua từ 2-3 xe trở lên. Rồi có thể mới những người mà mới lấy bằng lái, rồi thậm chí bị ticket, bị DUI, vẫn có cái giá rất là đặc biệt. Và quý vị nào không có nhà mà đang đi mướn nhà hay mướn apartment cũng có thể mua bảo hiểm. Và quý vị nào mà có thương mại giống như là tiệm nails, hair, shop my furniture, những tiệm bán đồ 99 cent, tiệm nước hay nhà hàng, quý vị có thể mua bảo hiểm. Và mua bảo hiểm workers comp cho những người mà làm cho văn phòng của mình, cũng như là mua bonds và những nhà contractor cũng vậy. Và bảo hiểm cũng cho professional building giống như là của như là doctor nè, lawyer nè, and then engineers, realtor, employment agency và healthcare homes nữa. Trời sao nhiều vậy anh John? Nhưng mà có bảo hiểm cho cả xe commercial, xe business luôn phải không anh John? Là tức là những cái xe thô, xe truck, xe 18 bánh, rồi những cái xe mà cho những người constructor, rồi bảo hiểm cho những cái xe đò này kia, thậm chí cả xe về xe cho mướn, xe cho lease, thậm đúng không anh John? Đúng rồi. Dạ. Thì kính thưa quý vị, văn phòng anh John có hai văn phòng, hai chi nhánh, một là ở Garden Grove, địa chỉ 10022 đường Imperial Suite G ở thành phố Garden Grove, và chi nhánh thứ nhì là ở thành phố Ontario, 124 East F Street, number 1,
ở thành phố Ontario. Số phone của anh John Dương là 714-873-2228 và 909-986-3732. Vâng, Kim Trang cảm ơn tất cả khán giả của Đài đang theo dõi. Và đừng quên The Kim Trang Show SET 56.5. Bye bye.